Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft Hexit. Bây giờ mình sẽ đi vô cái chỗ mà hôm bữa mình kiếm được ha. Đấu giấy Valkyrie. Không biết cái chỗ này có khó không nữa. Tạm thời những vũ khí của mình thì nó cũng khá sơ sài, chỉ có cái cung là mạnh nhất thôi. Và cung này chắc để đấu boss ha. Không biết được không nữa. Tại vì con boss trong này nó khác với boss thường, là phải làm một cái gì đó đặc biệt mới đánh được. Như lần boss trước là mình phải xài cái cuốc mới được á. Còn boss này thì không biết. Nhà nó phải đấu với mấy con kỵ sĩ trong đó nữa. Thu thập đủ 10 cái huy chương á mới đấu được với con boss. Vô trọng gán kiếm mấy cái bộ đồ này nọ cho mạnh xíu. Như mình nói ngay từ đầu rồi, lên trên này mà không có grab đồ đâu. Mình chỉ xài đồ lượm được thôi. Thì nó khó á. Giờ grab thì nó vừa tốn thời gian, mà có cái là khi grab xong rồi thì có vài món đồ mình không cần nữa. Con chim này phải để đâu đó nè. Ở đây à? Ừ cũng được á. Ồ. Ê ê ê. Rồi, từ từ. Passport ở đây nè. Ok. Mì. Mình cũng còn hơi yếu á. Rồi, đây có gì? Mạng nhện và cái bệnh vậy? Này có gương không? Có con bò kìa. Bò bình thường thôi, đây không có gương. Rồi. Thì do tao Utero. Mới nó hút mình không? Ủa, này boss nè. Ủa mà ăn gian rồi hả? Đâu có đâu. Mình phải bay được mà, đúng rồi mà. Kỳ vậy ta. Bên kia là gì? Ý. Hai cái kế bên nhau luôn nè. Con gì ngộ vậy? Thế mình lên con Chocobo đi rồi mình ngược xuống đây đi. Coi thử có gì. Chắc sẽ có đường vô ở đâu bên này nè. Mình đi ngược đường hay gì á. Ờ đúng rồi. Đi ngược đường rồi. Đi đây trước nè. Mà để mình để con Chocobo ngay đây đi. Không biết gót xuống không nữa, không đem block theo rồi. Thôi thì YOLO. Ờ, trứng con moa nè. Đi đại ta. Zanai. Ồ, hên quá, có đắt số tao luôn, để ra bắn thử à. Ok, lượm lại. Zanai này thì nó sẽ mạnh hơn thời gian, như mình nói rồi đó. Cái gương nhiều dữ. Ủa. Để coi thử cái này mạnh không. Nó qua không được hả? Chút xịu à. Thôi dục đi. Ôi nữa. Để dành mũi tên đi. Này. Nó luôn. Khỏi để dành. Gì cho nhanh. Ủa cũng mạnh dữ ta. Châu ghê luôn á. Ờ đúng rồi quên. Ok. Ủa gì á. À. Rồi tới bên này. Đây đồ đi lên. Đằng sau này là không có gì hết. Giờ đi lên thôi. Ăn cái. Kiều quá. Nó thật ra không có ghê lắm. Chỗ này khá là yên bình đó. Ờ không phải yên bình mà là nó. Ồ 50 máu hả? Cái này là 9 đam, cái này có light steel nữa. Thử không? Rồi ú. Cẩn thận không đánh trúng con nó là mệt lắm. Nghe nó con quỷ này nó mạnh lắm nè. Ơ. Rồi luôn, nè boss. Cố lên, cố lên. Ok. Tao thử với boss ha. Ô lộn này không phải boss, này là cái con để mình lấy huy chương, giết 10 con mới được. Từ từ để lấy mấy cái gương cái đi. Gương đó khỏi. Rồi. Đâu rồi. Ờ nó bài đó thấy không. Ơ. Ô. À. Kiếm này hút máu. Hàng chi nó yếu đúng rồi. Cái đam này đúng là yếu thiệt nhưng mà nó hút máu. Ăn huy chương rồi. Ủa kiếm này như là
Vậy là mọi chuyện quá đơn giản rồi hả? Chỉ cần ăn thôi, không có sợ chết. Đồ của mình cũng ok. Nghe nói mấy cái này có tàn hình đó mà ta. Mình muốn cái giáp của nó quá. Đây, giết xong được 10 cái huy chương rồi, mình quay lên đánh boss thôi. Vậy là xong lên trên rồi. Loot bag phải không? Nè, được quyển sách. Gì đây? Bảo vệ khỏi vật được bắn. Tạm. Có thể mình sẽ giữ lại đây, enchant cho cái gì luôn. Ủa tường này hết rồi hả? Vậy lên trên thôi. Tí nữa phải quay về nữa nha. Quên đường là nát luôn. Ủa, Skyroot Poison Bucket không biết cần không nữa, mà lấy đại đi. Hay so. Khỏi lụm đốt nữa. Ồ, Iron Pendant nè, có thì lấy thôi. Ủa. Có giá kim cương này thì trên này chắc cũng dễ rồi ha, không có khó lắm. Nữa nè. Và Skyroot Bucket lấy luôn. Cái này dễ làm không? Skyroot Bucket. Yeah à. Skyroot Poison Bucket, tức là lấy từ cái gì mà có độc á. Chắc mình không cần này chi đâu á. Thấy thử đầu độc con Valkyrie trên kia thử coi. Con Valkyrie Queen á, con Nguyễn Hoàng á. Đây chắc coi rồi. Coi rồi, đi. Ư, khách hồn. dễ quá. Tôi hút máu rồi là mọi chuyện rất là đơn giản. Đường cuối cùng rồi, mà sao nhỏ xíu vậy ta. Ở ngoài thấy bự lắm mà. Thì mình đi xuống lại. Hay là có đường khác. Tám. Gì đây? Record, tức là cái đĩa. Để đại đi. Nó sẽ spawn ngẫu nhiên hay sao á. Nãy giờ mình đi vòng vòng là nó sẽ xuất hiện à. Gì để coi. Ồ đây đây đây. Còn nữa thôi là được rồi. Đấu với nữ hoàng. Ồ đây. Xong. Ok. Đi. Đi xuống phải không? Đâu còn đường nào đâu. Cho này nhìn bự mà nó nhỏ xíu à. Gương cũng không có gì nhiều nữa. Ủa nè, nữ hoàng nè. Hay vậy? Để coi xung quanh có gì á. Đào thử á. Không đào được. Gì sao? Bạn có thể nói gì với tôi về cái nơi này? Để coi thử. Đây là cái đền thờ Valkyrie. Ủa vậy mình tự nhiên cái mình lên mình giết lum. Mà chắc mình không có giết đó đâu. Mình chỉ là như đánh bại những cái bóng của nó thôi. Ủa vậy thôi đó hả? Tiện đánh này thấy nó tội lỗi thì sao? Nó có làm gì mình đâu. Thôi đánh đi ha. Kiếm 10 cái mendo nè. Kiếm gọi đó. Ok. Đánh kêu gì đây? Sao mình đánh nó trước hả? Ô này cũng yếu xìu à. Nhất là khi mình có hồi máu. Ô nó bị kẹt rồi kìa. Kẹt nó đi, mình muốn một rộ nó quá. Rồi sắp được rồi. Sao nghe nó có tàn hình này nọ mà ta. Ủa vậy 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 vậy. Rồi đó bắt đầu rồi đó, không ổn rồi đó. Ồ. Tao dàn vô, tao dàn vô. Phil next ball. Ok. Ăn không? Không ăn đá không? Quỷ này nó có. Đốt. Cẩn thận xíu, cẩn thận xíu.
Rồi bắt đầu căng rồi đó. Cố lên, hết nữa. Yeah. Ok. Ô, gì đây? Cái cục đó đó hả? Thắng rồi. Mình được kiếm vàng ơ. Và cái gì? À, chìa khóa đúng rồi, quên. Đây. Bụp. À, quên. Gì nào? Yeah. Được. Ủa? Lightning Sword. Đi lên. Mà xong lên được ta. Phải góp lóc rồi. Đặt này xuống rồi. Ờ. Rồi. Trong này còn gì nữa không? Hình như là không. Rồi nó đường ra cái con quỷ kia mình để mình này nè. Đưa bản là được. À, được bộ đồ mặc vô. Và bao tay. Đi. Bên này thì mình đã... Ô, gì? What? Evagri nè. Cái này nó có được cái gì hơn không? Để thẳng qua vậy nè. Rồi được. Ơ, ơ. Để thử cái kiếm luôn. Trời ơi. Kiếm sấm sét tuyệt vời. Rồi đã hết hiệu ứng cái rồi ra. Này ghê quá. Nè mấy này vẫn còn sống thôi. Đi đâu? Có con khuyên thì mất tiêu rồi. Ờ. Tụi này mình nghĩ đâu có ác gì đâu. Tự nhiên mình vô giết nè. Bên kia còn cái đánh trên nữa kìa. Chắc là vô chơi luôn ha. Đâu rồi? Ồ trên nó có chest kìa. À, ok bên kia rồi. Đeo bản trên luôn. Ô bị. Mình bị ngập nước nữa rồi. Kỳ đó. Hoài luôn á. Không biết tại sao luôn á. Bị ngập nước rồi sau đây. Ủa nó bình thường là phải không? Ngồi. Zanai Pickaxe. Cần không? Mình có rồi thôi kệ đi. Thấy đại vài cái vô lại. Trứng cua mo không cần nhiều gì đâu. Rồi cái này bỏ lại cái. Rồi đi. Mấy gương này mình nghĩ là không có gì đặc biệt đâu. Dễ quá. Ơ. Mình như mình có ăn đau luôn hay gì vậy? Không. Mạnh thế. Mà mình có ăn đam luôn chơi làm gì? Thu bộ đồ. Ôi để nhìn thử. Sắp được rồi. Ồ đạp cho cái này là nó sẽ xuất hiện nè. Không biết luôn. Sắp bị ngập thở rồi. No. Có kiếm này như hát vậy. Này cuối cùng. Ủa xong rồi. Đi xuống phải không? Là sẽ gặp. Ngay chân cái phòng đó luôn. Đây. Rồi. Tiếp. Tục. Ăn vô cái. Và ăn hiệu ứng hồi máu lại. Sau đó chơi này. Hồi kịp không ta? Hồi nghĩ không kịp đâu. Để mình lấy cái này lại. Rồi. Ok. Hiệu ứng hồi máu thấy gì chứ không chăm kì à. Thì khi thấm xét đó mình thấy vô dụng làm sao. Đánh mà hai thằng đều bị sát thương hết. Như không luôn. Ồ quỷ nó nổ hả? Căng vậy. Mà
Rồi chạy đi ăn cái. Rồi hồi máu nữa. Tiếp. À, để đánh cái chế độ này nè cho dễ dòm. Mà nhắm chúng. Ơ. Mày, mày. Ô, ô, mấy quỷ này không? Ơ, lộn. Xài lộn thứ để đánh. Này khó nhắm quá. Kệ đi gì cho nó khó. Cố lên. Mấy này cũng không có cơ chế gì đặc biệt hết ta. Chỉ là né mấy cục đó là được rồi. Mày. Ờ. Sắp được rồi. Ồ nó 500 máu lận kìa. Nãy giờ mới để ý luôn. Hèn chi dai dữ. Mình muốn giết nó trên trời quá. Cái gì nè. Ờ. Xong. Ok ăn vô. Rồi tiếp tục. Không biết được full set không đây. Cái giày và cái nón. Mình có giày chưa ta? Với lại cái này Golden Feather luôn. Gì chưa có nè. Ha ha. Cái nón giờ cần cái áo đó thôi được rồi. Cái áo là cái quan trọng nhất của cô cũng có. Hay thiệt. Đây không có gì hết. Không. Đúng rồi. Mình cần tìm thêm một cái nữa. Một hai cái gì đó nữa. Kiếm cái áo nè. Cái áo là cái quan trọng nhất á. Cái giày thì khỏi. Giày này được rồi. Con này làm gì? Ăn vô được đâu à. Không ăn được. Thì không luôn. Dục này ra. Nói kim cương sắp bể luôn rồi. Ố. Ồ đồ giấy bị hư dữ ta. Rồi. Đi. Giờ thì mình nghĩ là mình không thể nào đánh được thêm một cái đánh trên nữa đâu. Đồ sắp hư hết rồi. Đó, đâu rồi. Đây. Hay đi đâu đây? Đi tạm thời đáp xuống đâu đi. Mình ngồi được hai cái spawn kế bên nhau luôn. Đây, rồi cái gì vậy? Ô ô ô. Trước mặt kìa. What is that? Ồ. Ồ. Rồi một cái nhà giống như vậy á. Nó không có spawn hết á. Chứ không có quái gì hết. Có gương không? Có vẻ là không. Trên đó là cái gì nữa kìa. Ồ chắc là cũng giống gì nè. Ê. Ồ oh, no, no no no. Không chơi, không chơi. Bậy quá. Nên mình tính qua ồ bên kia. Ồ hai cái này giống nhau nè. Đi vô đây chơi thử. Con này thì khỏi nói rồi. Có quái kìa. Mà nó spawn đâu ra vậy. Ồ ồ ồ. Ok. Rồi hiểu rồi. Có cái spawner đâu đó xung quanh đây nè. Mình không thể đánh được. Tại con này mà chết là nát luôn. Đậu xuống. Cố lên. Rồi, hồi năng lượng lại cái. Rồi giờ đi về thôi. Chuyến đi không thể nói là thành công được. Tại vì mình chưa có cái áo. Mà chắc chắn mình sẽ đi kiếm thêm lần nữa. Đây sẽ là cái cuối cùng á. Kiếm được nguyên bộ giáp rồi là phải ghe luôn. Ô, what the hell. Gì vậy? Việc lại. Rồi. Mình quên chỉnh tầm nhìn lên 90 nữa nè. Bây nhìn nó thấy là hơi ngộ ngộ. Ồ quên, khó nữa. Chắc chắn là một trong hai món. Cái giày hoặc là cái áo sẽ bể. Mình không muốn bể cái giày. Ồ. Hay à. Vừa nói không muốn bể giày là có liền. Được cái gì? Thuốc nhìn trong bóng tối, uống luôn. Tuyệt vời, quá sáng. Tiếp. Xong. Xuống.
Nó có hai đường xuống á, một cái đường là sẽ dẫn xuống thẳng cái phòng của nữ hoàng luôn. Này không phải rồi nè. Lên tầng thứ ba luôn hay sao, phải không? Đúng rồi. Rồi đi kiếm cái đường khác. Đây đây đây. Được. Score nó quý đơ, what? Chắc tạo ra con quý đơ. Thôi không chơi đâu. Hết đồ ăn rồi. Căng quá. Rồi lần cuối. Vô. Rồi đấy mấy cục kia nó nổ quá, mệt lắm. Quên cắn cái cục hồi máu rồi. Giáp sắp bể rồi. No, khoan. Khoan khoan, tạm dừng tạm dừng. Xin tì xin tì. Ồ này nè, nói nè nói nè. Chạy 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 chạy. Bể giáp chưa? Ok, sắp bể. Oh man, no no no. Nữa nè. Ồ này khó hơn hàng trước ha. Bể giáp là mau hết máu lắm á. Rồi. Dồn vô tường là sẽ được. Để ép nó vô tường luôn á. Rồi bể rồi, bể rồi, bể giáp rồi. Ok. À. No. Mình tập trung cái nha. Không thể nào chết được. Trời trăm cái nữa. Yeah. Rồi. Tỷ lệ ra áo cũng không có cao lắm đâu. Ok. Quên. Hoài luôn á. 3 lần rồi đó. 4 lần chứ. No. Không có áo rồi. Mà được áo tròn vậy. Áo tròn tàn hình đó. Là sẽ không bị mấy con quái đánh. Đây. Mất tiêu. Mặc dù mình đang cầm vũ khí trên tay đâu. Mà nó vẫn tàn hình. Quá đã. Đi thôi. Qua đây. Có sợ bị đánh cho đường về rồi. Go. Khoan, what the hell? Gì? Giỡn với tôi hả trời ơi. Thôi. Để mình đi kiếm đồ ăn đi. Boss. Chạy. Rồi. No, mất con Chocobo rồi. Thật ra không mất đâu. Bay lại hơi mệt thôi. Mình có gì? Quay mò, ok. Rồi thôi. Để cắt cái này đi. Bên này không? Đây. Được. Ủa có đèn bay còn rã hơn con kia. Rồi. Qua đó không? Nó chỉ lướt xuống thôi chứ không bay được. Rồi qua đồ ăn nữa. Ê. Từ từ từ. Nó không có bay được, nó chỉ lướt thôi. Nhảy lên cao và lướt xuống nữa. Để mình coi đồ ăn đây. Coi thử đẹp không? Mình tàng hình mà, quên. Nhảy lên đoạn xong rồi bay tới. Chứ không phải là bay cao lên. Mà gì thì di chuyển cũng dễ. Chủ yếu là mình phải kiếm ra được cái chỗ để đáp thôi. Tới không ta? Không tới đâu. Quay lại đi. Mình đang tàng hình đó. Nhìn như là mình đang là con bò chứ. Giờ muốn qua đó phải đáp xuống cái chỗ mày đó.
Hoặc là đi bên này, phải đi cao hơn á mới dễ. Bỏ lên trên đó nè, trên đó đó. Cái này mà không tới mới mệt nè. Cứ gượt xuống dưới lại. Rồi tới mừng quá. Rồi. Ê ê ê. What 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 what? Kỳ vậy? No. Ủa, what the hell? Chốt qua bedrock luôn rồi. Lên cái lỗi gì rồi? Thiệt. Thôi. Tập này mình tạm thời sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tập sau thì chắc chắn mình sẽ lấy lại con Chocobo ha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.